Cứ mỗi năm, vào dịp Tết đến xuân về, người người, nhà nhà lại đi sắm Tết. Mua đủ những vật dụng, những đồ ăn cho những ngày Tết âm lịch. Chuẩn bị đón chào một năm mới tươi đẹp, đầy những điều mới mẻ và may mắn. Trong vô vàn món ẩm thực ngày Tết, bánh tét từ bao đời đã trở thành một món ăn không thể thiếu đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là những người dân vùng đất phương Nam. Bánh tét quê hương là món ăn đẹp đẽ, ngon miệng, mang giá trị truyền thống văn hóa lâu bền và nét tinh hoa tao nhã của dân tộc. Theo phong tục Tết cổ truyền của những người dân phương Nam, mọi nhà đều có nồi bánh tét được nấu vào đêm 30 cuối năm. Cả nhà hân hoan thức chờ thời khắc đón giao thừa quanh nồi bánh tét. Con trẻ làm nhiệm vụ chụm bếp lò, tạo nên không khí ấm cúng, vô cùng háo hức và sung túc của buổi sum họp gia đình ngày Tết. Bao năm theo Kurochiruma tu học thiền định âm thanh và ánh sáng cổ đại, thật hạnh phúc khi mỗi dịp Tết gần kề, chúng tôi, những người học trò của Kurochiruma, luôn được Ngài ban tặng cho những đòn bánh tét vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Những đòn bánh tét chứa chan yêu thương được gói bởi chính đôi bàn tay của ân sư, vừa là món ăn dinh dưỡng, giúp những người học trò xa quê như chúng tôi được thưởng thức hương vị truyền thống quê hương, vừa là một lời nhắc nhở chúng tôi không bao giờ quên nguồn gốc con lạc cháo rồng của mình. Được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình cong chữ S Việt Nam, chúng tôi, những người học trò của ân sư Roma, xin thân gửi tới quý vị thiền sinh Diệu Âm, đặc biệt là những người con Việt Nam xa quê, những thước phim ngắn mà chúng tôi đã có cơ hội kết tập lại mỗi khi được bậc thầy đại giác ngộ Kurochiruma ân điển cho thưởng thức hương vị cội nguồn Việt Nam qua những đòn bánh tét thấm đượm nghĩa tình của vị minh sư tại thế trong thời Ngài Hoàng Pháp độ sanh. Thông thường trước Tết vài ngày, để kịp đón giao thừa, Kurochiruma sẽ cho các học trò chúng tôi chuẩn bị những nguyên liệu gói bánh theo yêu cầu của Ngài. Nguyên liệu chính làm nên những chiếc bánh tét rất đơn giản và dễ chuẩn bị, chủ yếu là nếp, lá dong hoặc lá chuối, đậu xanh đã bóc vỏ. Phần nhân bánh sẽ là thịt heo chay hoặc hem chay. Mỗi nguyên liệu đều được Kurochiruma chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo sự thơm ngon, tinh khiết, đậm đà cho những chiếc bánh tét quê hương. Những tấm lá chuối được Kurochiruma xếp ngang, dọc, xen nhau. Sau đó, Ngài cho lớp gạo nếp, rồi lớp đậu xanh đã được đãi vỏ lên trên lớp nếp, trải đều ra thành hình chữ nhật. Rồi tiếp đến là miếng thịt heo chay hoặc hem chay theo chiều dài đòn bánh. Kế tiếp, theo thứ tự ngược lại, Ngài rải một lớp đậu xanh phủ lên trên nhân thịt chay và lớp gạo nếp cuối cùng được phủ lên trên cùng. Đôi tay Guru khéo léo lăn cuộn bánh sao cho các lớp đổ xanh, gạo cuộn đều quanh nhân thịt chay. Kỹ thuật này nhìn tưởng đơn giản, nhưng thực tế nó không dễ dàng với những người chưa đủ khéo léo và điêu luyện, bởi sự vụng về của họ rất dễ làm gạo và đổ xanh bị trộn lẫn với nhau mà không tạo thành từng lớp đều đẹp quanh nhân thịt chay ở giữa. Tiếp đến, một sợi dây sẽ được cột chính giữa đòn bánh để phần lá và phần nguyên liệu bánh bên trong được cố định vị trí. Guruji tém lá chuối, gấp phẳng một đầu bánh lại. Dùng chiếc chày gỗ nhỏ ném nguyên liệu bên trong cho chặt và đều các góc. Cuối cùng, Ngài gấp lá nốt đầu đòn bánh còn lại, buộc thêm những dây dọc và ngang đòn bánh cho chặt là đòn bánh tét đã được hoàn tất. Miếng bánh tét ngày Tết thơm ngon không chỉ được đòi hỏi nguyên liệu làm bánh với chất lượng, cùng sự tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo của người gói, mà nó cần rất nhiều tình yêu thương mà chủ nhân chiếc bánh gửi gắm vào trong mỗi đòn bánh. Bánh tét được gói phải đều, đẹp mắt, lá không bị rách, dây cột bánh không được chặt quá, cũng không được lỏng quá. Nếu dây cột bị lỏng, bánh sẽ bị nhão trong quá trình nấu, không ngon và bị nhạt do nước luộc ngấm vào bánh nhiều. Còn nếu dây cột bị chặt quá, bánh sẽ khó chín đều, không rền và bị cứng do bánh dễ bị lại gạo. Bánh gói xong phải được buộc thành từng cặp để dễ xách. Những cặp bánh tét của Guruji Ruma sẽ thay lời chúc năm mới ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng Ngài gửi tới chúng sanh. Theo phong tục người Việt Nam, mùa xuân và những ngày Tết cổ truyền dân tộc là khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong năm của người dân Việt Nam. Chắc hẳn trong chúng ta, lớn hay nhỏ, ai cũng đều mong chờ những ngày Tết. Đó là dịp để chúng ta hội ngộ, đoàn tụ, cùng nhau chia sẻ niềm vui, sự quan tâm và trao tình yêu thương tới những người thân yêu của mình. Riêng với những người xuất gia chúng tôi, những lúc được ngồi gói bánh cùng ân sư là những khoảnh khắc đẹp đẽ và ấm áp nhất trong cuộc đời những người học trò tu học chánh pháp với Ngài. Ngài luôn ân cần, nhẫn nại, chỉ bảo cách thức gói bánh từng khâu một, từ khâu chuẩn bị, xếp lá, vân vân, cho tới khâu gói bánh thành phẩm. Rất là dễ à, mà tụi con làm một lần là tụi con sẽ quen tay á, thấy không? Đó. Còn kia tụi con cứ nhấm hoài là không được, như vậy không cần nhấm nữa. Đó. Đó. Còn giờ dễ hơn nữa nào, xoay qua, cột đầu bên đây. Đó. Này dễ hơn nữa, đầu bên đây. Cột chính giữa nữa là xong, thấy không? Thấy dễ không? Đó, tụi con cột gì là cái bánh tụi con rất là đều, là ai cũng làm được hết. Rồi đi tìm một người thắt dây thôi, chế một người thắt dây chuyên môn về thắt dây. Không khí Tết thật rộn ràng, hân hoan, rạo rực trong lòng cả thầy và trò chúng tôi. Những đòn bánh tét xinh xắn và đẹp mắt, nhìn thật có hồn. Chúng cũng như chúng tôi đều cảm nhận biết bao ân tình Guruji Ruma muốn gửi gắm tới chúng tôi và muôn sinh qua món bánh tét truyền thống của quê hương. Công đoạn nấu bánh tét cũng không kém phần quan trọng. quyết định bánh thành phẩm có ngon và đẹp hay không. Bánh tét được ân sư chúng tôi cho các học trò nấu bằng củi khô, trong một cái chảo thật to, có nắp đậy khít. Bánh tét được đổ ngập nước và được nấu trong khoảng từ 8 đến 12 tiếng đồng hồ. Thời gian nấu cần lâu như vậy để đảm bảo bánh được chín đều. Những hạt nếp khi chín sẽ quyện với nhau, dẻo và thơm. Khi nồi bánh sôi, mùi nếp, đỗ xanh và lá chuối lan tỏa tạo mùi thơm hòa quyện thật hấp dẫn. Nồi bánh tét trên bếp lửa bốc hơi nghi ngút, cho chúng ta cảm nhận được không khí năm mới và mùa xuân đang về. Bánh tét khi đã chín sẽ được vớt ra để nguội để chúng được định hình. Bánh tét cũng đòi hỏi sự tinh tế và cầu kỳ của người thưởng thức chúng. Để những khoanh bánh tét được đều và đẹp, người cắt bánh tuyệt đối không nên dùng dao, mà sau khi lá chuối được lột, ta nên dùng dây buộc để cắt bánh thành từng khoanh mỏng. Người gói bánh tét được đánh giá là khéo tay khi khoanh bánh cắt ra tròn đều, chắc, dẻo, nhân bánh nằm chính giữa, lớp nếp và lớp đỗ được phân tròn đều quanh nhân, không bị lẫn lộn vào nhau. Những khoanh bánh tét cực hấp dẫn vì vị bùi, béo ngậy do gạo nếp chín tới mềm dẻo, thơm ngọt, nhân đậu xanh vàng sụm, đậm đà, tỏa ra hương thơm cùng mùi hạt tiêu và nhân thịt chay ở chính giữa. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên hương vị bánh tét truyền thống khó quên. Hương dầu hành được thêm vào cũng tăng thêm phần hấp dẫn của những khoanh bánh tét. Một chút dưa hành chua, bánh tét cùng câu đối đỏ sẽ cho chúng ta một cái Tết đúng điệu. Dù Hoàng Pháp ở bất cứ đâu, châu Âu, châu Mỹ hay vùng Đông Nam Á, dù bận rộn với những buổi thuyết giảng dày đặc, nhưng Kurochiroma của chúng ta vẫn luôn cố gắng dành thời gian làm những đòn bánh tét. Phần để giới thiệu tới những học trò quốc tế về một món ăn truyền thống đậm nét văn hóa của Việt Nam. Phần là để sưởi ấm trái tim những người con đất Việt xa xứ, giúp họ không quên hương vị quê hương thân thuộc và gần gũi. Những đòn bánh tét ngày Tết luôn tượng trưng cho lời chúc ấm no, hạnh phúc từ đất trời. Chúc cho chúng sinh đón một năm mới bình an và sung túc. Những chiếc bánh tét nhân chay còn thể hiện tinh thần nhân văn, xuất phát từ bồ đề tâm của những người tu hành, là cơ hội để hành giả trưởng dưỡng lòng từ bi, tình yêu thương với tất cả chúng sanh, kiến tạo từ trường an lành, thanh tịnh và hoan hỷ. Ngày Tết dân tộc được quây quần bên Kurochiroma và được thưởng thức những khoanh bánh tét thơm lừng, ta như chợt nghe trong lòng sự xao xuyến lâng lâng, bào cảm xúc cao thượng về sự thiêng liêng và hòa điệu giữa thiên nhiên và con người. Giữa bao la đất trời, đâu đó vẫn có những khung trời riêng cho những người tu hành, nơi có những tiếng cười vui vẻ, rộn ràng, những câu chuyện trí huệ vượt thời gian và không gian, tràn chứa sức lực bình an, ấm áp từ tình yêu thương của vị minh sư tại thế mà không nơi nào trong cõi hồng trần ô trượt có được. Tết sẽ càng tuyệt vời hơn khi chúng ta được sống trong tình thương yêu của ân sư Roma, được Ngài che chở linh hồn và được tận hưởng những hương vị ngọt ngào của bánh tét dân tộc trong ánh sáng khai ngộ rực rỡ. Happy New Year, DJ! Thiền Sinh năm nay là ăn bánh tét đã luôn. Okay. Cho Thiền Sinh năm nay ăn bánh tét đã luôn, từ Bắc vào Nam. Okay. Rồi, một lần nữa xin kính chúc Thiền Sinh năm mới tiền lộc như nước kia. Ok. Happy New Year, Happy New Year Thiền Sinh. Chắc một gia đình chắc được một cặp quá, không biết nó đặt cặp như thế nào. Ok. Thiền Sinh rồi. Đợt này sư phụ sẽ cho luôn cả những người ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ. Vũ công y kiếp. Ta thấy nó, kêu nó đưa cho Nguyên một cái list thật là dài luôn. Vậy đó. Cho tất cả quý vị mỗi một người một cặp để ăn Tết. Để cảm ơn tất cả những người nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công y kiếp và đã bao nhiêu năm đồng hành với ta trên chặng đường gọi là dòng âm lưu thượng đế. Và năm mới sư phụ không có gì chúc quý vị bình an và bình an, tiến bước trên ngành nghệ thuật của mình thăng tiến hơn và vững chắc hơn và nâng cao hơn trong năm mới. Một năm được gọi là tràn đầy những tiềm phúc lạc cho chúng ta. Bỏ lại qua năm cũ, quá khứ cho nó trôi qua. Và chúc tất cả thiền sinh mọi việc đều tốt đẹp và thành tựu trên cuộc đời tu hành của mình, cũng như thành tựu trên công việc làm ăn, giúp đỡ cho muôn sinh, cho mọi người có một cuộc sống tốt đẹp. Và chúc tất cả mọi người cũng như những người doanh nhân thương mại được tốt và thành tựu trong cuộc sống kế tiếp và năm mới tràn đầy phúc lạc. Chào.